mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chia sẻ review hai bộ nồi, Haslat khước que là 700 đồng và thêm một bộ nồi nonstick ceramic chỉ có 69 đồng 99. Vậy thì mình nên chọn lựa bộ nào? Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Hiện bây giờ ở Mỹ, uh, miền Bắc California. Giờ mình chia sẻ nói về một bộ nồi hiệu để chọn lựa nguyên bộ nồi mà mình mua thì có rẻ hơn hay là mình mua từ miếng rẻ hơn cũng tùy theo nếu như mà mình dồn vào là mình thấy tất cả những cái mà người ta bán trong một cái bộ nồi những cái đó mình có cần hay không à, nếu mình cần hết thì dĩ nhiên mình sẽ mua được cái giá rẻ hơn còn nếu như mình nghĩ là à, mình chỉ cần có cái chảo này thôi hay cái nồi này thôi thì tại sao mình phải mua nguyên một bộ đúng không cho nên mình phân tách rõ ràng là tùy theo mình mua mình cần cái gì thì mình mua cái đó mình cộng trừ nhân chia làm sao mà mình thấy mình mua về mà mình không xài thì rốt cuộc là đâu có lợi còn nếu như mà mình xài hết thì điều đó là lợi lắm rồi bây giờ mình sẽ nói về cái chảo này bởi vì mình dùng cái chảo này nhiều nhất để nấu chẳng hạn như là bánh xèo nha trời ơi bánh xèo cái chảo này là thôi ngon lắm nhưng mà phải biết dùng, còn không là thôi đó hả, là bánh xèo hết ngon luôn. À, bây giờ mình sẽ bỏ cái nắp này qua một bên. Nặng lắm cô chú ha. Rồi, ở trong cái chảo này nè, là cô chú cũng thấy được ha. Đó, rất là nặng, nặng lắm. Để nấu những thức ăn dùng cái loại chảo như thế này đó, mình không có dặn lửa cao được. Bởi vì nó giữ cái nóng rất là lâu. Và khi mà mình nấu bất cứ một cái món gì đó Nó chín rất là nhanh Bởi vì cái độ nóng Mình chỉ cần lửa nhỏ thôi Thì cái chảo nó đã nóng lắm rồi Mình nói thật ha Thí dụ mình muốn chiên một miếng steak Mình dùng những cái chảo khác Mình phải dặn lửa thật là cao lên rồi cái chảo phải giống như có cái khối lên đó mình thấy được cái khối của cái chảo giống như bị nóng cái chảo đó thì lúc bây giờ mình bỏ miếng steak mình vô mình chiên thì cái miếng steak mình nó sẽ nóng và nó sẽ chín rất là nhanh còn cái chảo này thì không phải như vậy mình dặn lửa nhỏ nhưng mà nó nóng rất là nhanh cho nên rất là quan trọng khi mình dùng những cái chảo này. Vì vậy cho nên mình mua đó là mình phải hiểu rõ về những cái bộ nồi, bộ chảo mà mình mua. Khi mà người ta quảng cáo á, người ta không có chỉ cho mình là cái lửa mày phải nấu những món ăn này như thế nào thế nào. Đúng không? Mình chỉ coi qua những cái video nhưng mà thật sự khi mình về mình xài đó thì mình phải đọc mình đọc những cái tờ giấy mà người ta cho đi chung vào cái chảo cái nồi để mà mình đọc thường thường mình mua về là mình cứ nhục cái tờ giấy nó qua đó là lý do tại sao mà người bạn của mình bị là khi mua cái chảo này về rồi cái dặn lửa cao thì càng cao cái nấu đồ ăn cứ để nó nấu rồi lửa thật là cao thì cái chảo nó bị hư bị hư là cái phần nào của chú biết không ở dưới này nè nó bị trái đen hết luôn trái đen hết luôn đó là lý do tại sao Và rất là sốt ruột vì bởi vì cái chảo này mình mua tới 185 đồng hiện bây giờ là mình vào cái Amazon.com đó Mình xem thử qua tất cả những cái nồi niêu son chảo bây giờ đó. Với cái giá là người ta bán ở trên Amazon Có khác gì là mình vào cái công ty hay không Tùy theo cái ha Mình thấy thì uh, thỉnh thoảng cái công ty bán rẻ hơn Nhưng thỉnh thoảng mình mua ở trên Amazon rẻ hơn Thì tùy theo ha hoặc là Costco đó, À, lâu lâu á, vài tháng Thì cái hãng uh, Haslat này nè Sẽ vào trong Costco uh, Có người đứng quảng cáo Rồi người ta làm những món ăn đơn giản cho mình thấy thôi Chứ thật sự mình không có thấy cái lửa Mà người ta thật sự nấu Giống như cái ông mà chép cước này ha Cho nên đó là một cái điều Mà mình không có thấy được rồi Và khi á, mà mình đã dùng cái chảo này nè Khi mình rửa cũng vậy Mình phải rửa bằng những cái miếng Mà spawn Là cái mướp á là mình rửa sơ thôi chứ không phải mình lấy nhôm mà mình trà hoặc là mình lấy những cái muỗng gì mà nó bằng sắt rồi mình cạo cho nên những cái chảo này nè nếu mà mình không biết đó, màu hư lắm ha và đây cũng là một cái thí dụ mà mình muốn chia sẻ cho cái video ngày hôm nay mình giữ rất là kỹ cho những cái bộ nồi bộ chảo của mình bởi vì đây là những cái không phải mình mua hay là mình mua cũng vậy bởi vì Thúy ở bên New York đó tặng cho mình cho nên mình giữ kỹ và nói đúng ra thì mình ít có dùng cái này lắm thứ nhất là nó nặng lắm cô chú khi mà mình nấu bất cứ một món ăn gì vô cái chảo nó đã nặng rồi rồi cái mình phải bỏ vô ăn nếu mình bưng lên mình phải bưng hai tay nặng quá đối với mình là nặng nha nhưng mà đối với ông xã mình hay con gái mình thì thấy không có nặng và những cái chỗ cán này nè nó nặng lắm bởi vì nó phải đủ cái mà cái cái cho mình cầm á chắc ăn còn nếu không á hả lạng dạng á là rớt xuống ha. Cho nên đây là những cái mà mình đã dùng và mình biết được cái nặng của nó như thế nào. Cũng như cái này là cái nồi, cái nồi nhỏ thôi. Mình nấu canh thì nó có nước nè, rồi mình bỏ rau củ quả vô cũng nặng lắm cô chú, cho nên khi mà mình cầm nó giống như mình phải cầm hai tay. À, thứ nhất là tại cái tay của mình nó yếu ha. Thì ít có khi nào mình dùng cái này lắm nha. Dùng cái này chỉ khi nào là mình hấp một cái món gì đó mình cần một cái nồi cao nhưng bởi vì cái nồi cái chảo này nè nó được một cái là nó có cái nắp này cao nè cái nắp này khi mà mình đậy lại á nó được cái chiều cao mình hấp cá được nha mình hấp gà cũng được nha mình hấp bánh cũng được nha cho nên cái này phải nói là rất là thích ngược lại cái này nè mình có thể nhìn qua cái kiến mình thấy được cái thức ăn của mình nó như thế nào và nó rất là kính nó kính khi mà mình đậy nó lại đó là mình hấp đồ á, là mình không có thấy cái cái hơi nước nó đi ra đó là lý do tại sao mà mình thích cái chảo này nhưng ngược lại những cái mà mình thấy dù là mình xài kỹ lâu đ... năm thì nó cũng sẽ bị như vậy thôi nhưng đây là cái lỗi là lỗi của mình bây giờ mình nói qua những cái lỗi của mình nha khi mà mình dặn lửa cao quá thì nó sẽ bị cháy ở dưới này nè và khi cái lửa mà mình dặn á, thì cô chú thấy hai giờ mình tưởng được nó là cái lửa thì cái chảo nó nằm dày thì được nè nhưng mà nếu mà mình dặn lửa mà cái lửa nó bẹp ra nó bẹp ra ngoài cái dòng của cái chảo là ở dưới cái dòng này nè đó nó có cái dòng này ha thì nó sẽ bị cháy phần ở trên này đó ở trên này nó sẽ bị cháy hết cho nên khi mình dặn lửa đó là cái lửa nó như vậy thì được đó chứ không phải là lửa nằm ra như vậy có nghĩa là lửa khoảng là medium thôi chứ không có phải là lửa hai đó đó là những cái lý do mà mình nói tùy theo cái chảo và cái chảo này cũng vậy tuy nhiên là cái chảo nó thật là to nhưng mà cái lửa mà khi mà mình làm cái lửa hai để mà mình làm bất cứ cái món gì mà mình nấu cái lửa cho thật là lớn lên là lửa hai đó thì nó cũng sẽ ra khỏi cái dòng này nè cô chú cho nên cái chảo này đó mình nói thật nha mình không có dùng cái này thường và mình thấy được cái chảo này mình mua nay cũng uh, uh, xin, cái chảo này đó là mình không có dùng thường nha lâu thiệt lâu mình mới dùng một lần mà nay là 5 năm rồi đó và nếu hỏi rằng nếu mà mình có thích mua những cái chảo này để dùng nữa hay không thì mình không Tại vì sao? Đối với người Việt Nam của mình đó, là nấu ăn mỗi ngày Dùng những cái nồi niêu son chảo nào mà mình có thể dùng uh, cho nó nhẹ tay nè Mình không có cần phải là cẩn thận Vì mình đó, khác với người Mỹ là mình dùng nồi niêu son chảo rồi là mình cắt chân trong cái tủ Rồi cái mình chắc chồng, đúng không? Còn người Mỹ họ không có đâu nha trong những cái tủ là cái nào ra cái nấy cái dụ cái này là một cái nằm nè cái này nó nằm nè rồi cái này nó nằm hoặc là nhiều lúc người ta treo á để cho nó đẹp còn mình ở còn mình là người việt nam đâu có treo cái gì cho nó đẹp hả cô chú ha cho nên đây là những bộ nồi mình nói thật lòng nếu như mình có những căn nhà đẹp nè à, mình có những người khách quý nè à, và mình có người lau chùi à, nồi niêu son chảo như là dọn dẹp nhà cửa thì chắc chắn là ai cũng thích sẽ có những bộ nồi như thế này đúng không? Bởi vì mình biết được bạn của mình cũng vậy đó, thích lắm, rất là thích mà cưng ơi là cưng luôn. Bởi vì sao? Bạn không có nấu ăn, bạn chỉ muốn nhìn thôi. Đó, mình cũng có một người bạn như vậy nha, thích lắm. Trời ơi, thương mấy bộ nồi này lắm, mà cứ nhìn thôi à, chứ không có nấu. thì Nếu nấu rồi thì nó sẽ bị ở dưới này nó đen rồi làm sao treo lên phải không cho nên khi vô nhà là thấy cái bộ nồi thì ô trời ơi, đẹp vô cùng luôn ha còn mình là thôi ha cắt vô tủ giấu đó không dám để ở ngoài đâu rồi bây giờ mình nói tiếp nha nếu như mà mình làm hư cái nồi hoặc là cái chảo khi mình để lửa cao quá vậy thì cái công ty này đó mình gửi lại hoặc là mình gọi mình nói chuyện với người ta đó người ta có trả lại cho mình tiền hay không gọi là phân lại cho mình hay không hay là nhận hàng trở lại rồi gửi cho mình cái khác hay không thì đây những cái mà mình muốn chia sẻ rõ ràng để cho mình đừng có hiểu lầm là khi mình gọi rồi mình nói với người ta là à, anh với chị nói với tôi là cái này là like time nhưng mà tôi mới mua chưa được một hai tháng mà nó bị như vậy rồi đúng có nói là like time nhưng cái lửa mình xài là lửa gì đúng không? nó bị hư cái gì mình phải nói với người ta ở à, tại sao mà cái chảo của mình nó bị như vậy thì mình phải nói thì mình nói theo cách của mình là à, tôi giận lửa như vậy thì không đúng không đúng rồi khi nào cái chảo nè ha mà mấy cái chỗ này nó bị sức ốc nè nó rớt ra cái quai nó bị rớt ra phải không hoặc cái này mình nấu đó mà nó bị chóc ra đó nó tự chóc ra đó thì người ta sẽ thường cái khác cho mình nhưng bởi vì mình dùng những cái mà mình cạo đó cô chú nó chóc ra thì đâu có đâu phải lỗi người ta phải không cho nên mình phải hiểu khi mà mình gọi để mà mình kêu người ta hoàn tiền trả lại hay thường cho mình cái mới tiền cái đó điều đó là người ta không có làm đó là một cái thành phần mà người bạn của mình đã bị và dù mình có cố gắng giải thích cho cái người bên kia hiểu dùng cho người bạn mình đi chăng nữa đó thì mình cũng đã biết trước rồi là không có được đâu nhưng mà tại vì bạn mình muốn mình giúp đó thành ra mình cũng cố gắng nhưng cuối cùng là không có được ha rồi bây giờ nếu mà mình mua mà mình mới xài có một lần mình cảm thấy là mình không có thích nó nặng quá ha à, tôi cảm thấy tôi không có thích thì mình gửi trả lại được không được không có vấn đề gì hết dù là mình đã nấu rồi nha mình nấu rồi mình mới biết là mình không có thích nặng quá thì mình trả lại nhưng cái trả lại của mình á đâu phải là giống như là mình xài đã 5 năm rồi ha hay là mình mới làm mình nó trái khét hết rồi mình trả lại cho người ta là đâu có được hay cô chú ha cái gì cũng vậy đó là nói về những cái bộ nồi mà mất tiền không riêng gì công ty hát uh, mà có rất là nhiều công ty nhiều bộ nồi và nó rất rất là mất tiền nhưng mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là hãy chọn lựa mình hãy chọn lựa cho mình những bộ nồi nào mà nó làm cho mình thoải mái khi mà mình nấu tất cả những món ăn và khi mình dùng tới cái chảo này nè mình cũng thoải mái chứ nếu mà mình dùng cái mình nói tôi phải kiếm một cái cây đũa cái gì đó dùng cho cái nồi này thôi á rồi cái còn cái này á, không được đâu cái đũa này cái muỗng này không dùng được đâu á hay là thôi thôi cái này tôi làm mà tôi nấu ăn tôi phải nhẹ tay với nó tôi phải nâng niu nó giống như nâng con á thì thôi ha đừng đừng cái đừng, đừng có mua mấy bộ nồi này rồi đó là những gì mà mình chia sẻ tùy theo cô chú anh chị và các bạn nào thích mua những bộ nồi này đó là những gì mà mình muốn nói với ngày hôm nay rồi bây giờ mình sẽ bán bộ nồi thứ hai cho một cái công ty mà không bao giờ được trả tiền à, không có được cái gì hết đó nha cho nên mình chỉ chia sẻ ha cái bộ này là mình mới mua nay được một tháng rồi à, rất là thích à, bởi vì mình thích màu vàng À, người ta có đủ màu hết nha trắng vàng xanh đỏ tím màu gì cũng có hết nhưng mà mỗi khi mà những cái mặt hàng này vào đó người ta bán rất là nhanh nhưng mà cái tốt ở cái chỗ nào nguyên một bộ này á, là 8 miếng chỉ có 69 đồng 99 mà thôi tổng cộng 8 miếng gồm có là luôn ba cái nắp ngày xưa mà mình mới bắt đầu đi mua nồi niêu xoong chảo đâu có biết đâu người ta nói bộ nồi là 10 miếng cái mình về mình nếm ủa sao nó có 10 miếng mà tại sao cứ nói 10 miếng nhưng khi hiểu ra luôn là người ta tính cái nắp vì vậy cho nên hôm nay mình cũng nói ha bộ nồi này 8 miếng nhưng mà thật sự cho năm thôi ba cái nắp rồi ha rồi cái bộ này á, là mình mua là 79 đồng 99 hôm trước mình có làm một cái review và cũng để ở với phần mô tả chỉ cần bấm vào là mình sẽ mua được cái bộ nồi này còn bây giờ cái giá là bao nhiêu À, mình đã vào trong cái amazon thì không có thấy uh, cái bộ màu này và cái nắp giống như thế này ha mình không có thấy được cái ở trong khi mình nấu những thức ăn nhưng ngược lại thì có những bộ khác uh, cũng là của công ty này luôn bởi vì sao có cái đợt á, ví dụ kỳ này bán cái bộ này kỳ sau bán cái bộ khác nhưng cái giá tiền á, để mà mình biết mình mua cho rẻ đó cái ở đây là mình nói ha mình vào trong cái thành phần mà amazon.com á mình mới đánh ở chỗ cái sợ cái chú chú đánh vô luôn là today deal special đó là tất cả những cái gì mà nó deal cho ngày hôm nay đó ha là mình coi cái đó mình mua rồi cái ngày mai mình vô mình cũng đánh cái chữ đó ha hoặc là mình trên cái laptop mình nó có để cái chữ sẵn mình chỉ bấm vô thôi cho nên đây là những cái mà lúc nào mình cũng tìm để mà mình mua những mặt hàng rẻ tuy nhiên đến cái mùa noel ha hay là valentine những cái ngày đặc biệt cho là cho người vợ hơn hay cho người yêu đó thì nồi niêu son chảo seo nhiều lắm bây giờ mình nói tiếp về cái bộ nồi này tại sao mình thích à, mấy năm rồi mình cũng có uh, uh, mua cho bạn á thích lắm bây giờ vẫn còn thích luôn nha phải nói rằng nhẹ rất là nhẹ luôn ha đó nhẹ bẩn luôn nè đó cái nắp bây giờ mình để cái nắp qua một bên nha mình sẽ nói về cái bộ nồi này tại sao mình thích à, thứ nhất á nếu nói về nắp á thì ở chỗ này nó có cái cấn nè ha nó có cái cắn khi mà mình đậy lại á thì nó rất là chắc ha nó chắc là chắc như thế này nè han lát nữa mình để gần gần cho cô chú xem nha thêm một thành phần nữa đó là cái chiều cao của cái nồi đó mình thích nó không có cao quá mà cũng không có thấp quá cho nên mình kho những món ăn gì á hay nấu những món canh á là vừa à, nếu mà kho cái thịt kho trứng cái nồi này đủ cho gia đình ăn hôn dư nha cái nồi này cũng sáu bảy người đó ha còn nếu mà nấu một cái nồi súp uh, chẳng hạn như mì quỳnh thánh phở hủ tiếu bốn bộ quế đó thì nếu gia đình mình bốn người là dư sức ha, đó là cái nồi hay là nấu những món ăn chay. Còn nói về xào mì hủ tiếu hay là uh, cua rang muối hay bất cứ một cái gì mà mình nghĩ là cho hai người ăn hai con cua thì đây là cái chảo này nè, mình cũng thấy là vừa đối với cái gia đình mà nhỏ nhỏ mình nấu ăn bình thường, hai vợ chồng mình thì thôi, cái này là cũng được lắm rồi đó và có thêm hai cái chảo nữa thì cái chảo bên này á, với cái chảo này hai cái nó không có à, khác biệt nhiều cho lắm nhưng mà dĩ nhiên rồi à, mình xào rau củ quả nhiều thì mình lấy cái này cũng như hôm bữa mình xào cái à, pasta cho cháu ngoại mình ăn đó coi gì chứ cũng lớn lắm ha cái mà bộ nồi này mà mình thích đó là tại vì sao khi mình cầm lên á nó nhẹ bưng luôn nhẹ bưng luôn ha rồi cái cây gỗ ở đây nè rất là chắc nha không phải á là mình nói ha rất là chắc cho nên khi mà mình cầm sao mà cái bộ nồi mà mình thấy là mình cảm thấy là không có thể và bị chuột cái tay của mình mà không có bị nóng cái tay của mình dĩ nhiên nếu mà cái lửa mà mình nấu ở trong vòng này thôi là bất cứ cái gì mình dặn lửa là mình phải biết là cái lửa nó phải nằm ở trong cái vòng này đừng để cho nó phải ra khỏi cái vòng thì vậy cho nên cái nồi cái chảo của mình nó không bị khét bởi vì cái bộ nồi này chỉ có 79 mươi đồng thôi à, một năm hai năm không ấy thì mình thay bộ nồi khác à, cho nên hôm nay À, mình chia sẻ review à, bộ nồi cast à, Class cũng như một bộ nồi rẻ tiền à, hiệu này là hiệu gì à, cái tên xin lỗi nó khó đọc một chút à, cho nên bây giờ mình đánh dần cái chữ ha rồi cái mình biên ở dưới màn ảnh rồi mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả để cho cô chú anh chị cứ bấm vào đó rồi xem thử coi mình có muốn mua à, với cái giá rẻ hay không tuy nhiên nếu mà không có cái bộ nồi giống y của mình mà nó có bộ nồi tương tự như vậy nhưng chỉ có cái điều nó khác đó là cái nắp này nè mình có thể nhìn thấy thức ăn ở trong còn cái nắp này khi mà mình đậy lại rồi mình không thấy gì nữa hết đó nhưng mà mình thấy là cũng có là có 79 đồng thôi mà nó bán cái giá là 139 đồng đó nha cho nên cô chú anh chị và các bạn nào thích nó vô xem thử đi ha coi như là hôm nay thì mình đã chia sẻ xong hai bộ nồi mà mình không phải là cái người bán và mình cũng không phải là cái người làm quảng cáo à, để được tiền à, và hy vọng rằng sau này mình sẽ bán hàng cho Amazon à, được tiền ha cô chú ha à, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều à, rất nhiều đã dùng cái thời gian à, để ngồi xem mình review hai bộ nồi hay là review tất cả những món ăn mà mình mua về để rồi mình chia sẻ món ăn này có ngon hay không mình cũng À, mình chia sẻ hai bộ nồi à, Cũng như là những thức ăn Như vậy là mình đã chia sẻ à, Hai bộ nồi Một bộ thì 700 đồng Còn một bộ có 70 đồng à, Thành ra bộ nào là cái bộ Mà cô chú anh chị và các bạn Có thể chọn lựa để mua Thì đó là cái sự lựa chọn nha Còn mình chỉ là cái người chia sẻ Bởi vì mình đang có ở trong nhà của mình à, Tốt hay không tốt à, Là mình thôi ha Cho nên nếu có cái gì mà mình nói không đúng à, Nếu mình nói cái gì sai Thì hy vọng rằng cô chú, anh chị và các bạn Cũng hiểu cho mình nha Vì mình có sao thì nói vậy Xài tốt hay không Thì cũng do mình ha Vậy thì mình xin ngừng cái video của ngày hôm nay à, Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn à, Luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc Bên gia đình và người thân Đừng quên cho nhau những nụ cười à, Vui vẻ là trên hết Chia sẻ là cái niềm vui của mình À, thường ngày cuộc sống mình làm cái gì Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ cái đó Đặc biệt hơn nữa đó Là mình thấy được một điều Nếu như một ngày mình thức dậy Mình chưa có suy nghĩ ra là mình chia sẻ cái gì đây Đọc cái comment Mà nếu như cái comment đó hỏi mình cái câu hỏi gì đó À vậy là mình sẽ làm cái video đó Cũng như ngày hôm nay à, Chia sẻ à, hỏi về bộ nồi này Có nên mua hay không Bởi vì thích lắm mà chưa dám mua cho nên thôi thì bạn hãy xem cái video này nha, xem thử cho cô Hồng review như thế nào, à, có thích hay không, thích thì mình cứ mua ha, không có sao hết, thấy thích là được rồi, vui là được rồi, bye bye, xin hẹn lại video kỳ sau. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã đón xem clip của mình mỗi ngày, mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân đừng quên cho nhau những nụ cười nếu như cô chú anh chị và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình xin cho một cái subscribe like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm cảm ơn rất nhiều xin hẹn lại video kỳ sau